những cái dấu hiệu tích cực dành cho ngành du lịch, thì tụi em cũng đẩy mạnh cái việc mà tiếp xúc với lại là tương tác với khách hàng nhiều hơn để hiểu được cái thị hiếu cũng như là cái nhu cầu này. Thái Lan tức là ca lây nhiễm của họ nhiều hơn, họ mạnh dạn mở cửa và họ chấp nhận, tức là chắc chắn là không thể hoàn toàn không có F0 được. Chỉ có cái cách hiện nay chúng ta phải thay đổi cái cách điều trị mà thế giới đang làm, đó là chỉ F0 nặng mới đem vô bệnh viện. Bài học từ rất nhiều nước họ đã làm nên mình không thể chậm chân được. Những sản phẩm ở nơi nào an toàn thì TST sẽ phục vụ những sản phẩm đó trước, và cũng sẽ bám theo cái việc là hộ chiếu vaccine của Việt Nam với các nước để triển khai các sản phẩm tour mà tương ứng với là các quốc gia an toàn.